trước khi quen Hải thì nói chung là có gym lại rồi chúng ta cũng ngon lành đi. Quen xong một thời gian cái bị phì ra. Tại vì người ta nhìn vô người ta kêu là ồ tại sao quen hàng này mặt bụng bự rồi kia nó đen đúa nữa. Ngay cái giây phút đầu tiên gặp nó là đứa thằng con trai vừa xấu vừa đen mà vừa mặt. Thì bảo có một thời gian là bảo giảm cân. Dạ, xuống còn chỉ có 80kg. Mà trên đà xuống nữa, nếu giữ luôn là sẽ trở thành một con người khác luôn. Bị hàng ngày, bây giờ tôi vẫn bị nè. Ôi mặt kìa, ôi, khổ ghê không mà làm. Ôi, cái thứ đây đâu hả? Kể như cứ người này ở bên mũi sao bị cao nó bóng quá. Nó không hợp đâu. Trời ơi, sao mà cứ mỗi lần nó đăng lên chị cũng không biết vậy. Sao mà tôi biết, tôi biết gì. Tôi biết người gỗ, phù thủy, tôi biết mặt tay da đen. Mà tôi biết những cái tên nó nói về mình. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Chị em những chiếc miệng thiệt lành. Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh của MCB Media. Còn không biết chủ đề ngày hôm nay sẽ là gì, nhưng mà người mà chúng tôi muốn mời tới ngày hôm nay không phải là một người mà là một cặp đồng. Hai bạn có thể tự giới thiệu về mình cho khán giả được biết không? Em là Ngọc Hải. Ngọc Hải. Năm 93. Ồ, trên vàng. Dạ, hiện tại bây giờ em đang bán online. Còn Hà giới thiệu cho khán giả. Hà tên là Vương Hà, sinh năm 88. 88? Ồ. Hai bạn này á là rất là nổi đình nổi đám ở trong chương trình Come Out của nhà MCV luôn. Đúng. Thì ngày hôm nay do là được sự ưu ái của tất cả các bạn cộng đồng mạng thì ngày hôm nay muốn mời Phương Hà và Ngọc Hải ngồi lại, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một cái câu chuyện, một cái chủ đề công kích body shaming. Vì mới lần đầu hay gặp hai bạn ở ngoài, nhưng mà khi mà nhìn qua Hải á, Hải quá đẹp cho nên là nhìn Phương Hà đi cặp với Hải á, có khi nào các bạn bị người khác so sánh hay là dị nghị hay là có những lời ra tiếng vào về nhan sắc, về ngoại hình bên ngoài không? Có, cũng bị áp lực, cũng bị tâm lý khá nhiều. Kiểu như là trước khi quen Hải thì nói chung là có gym lại rồi chúng ta cũng ngon lành đi. Quen xong một thời gian cái bị phì ra. Tại vì người ta nhìn vô người ta kêu là ồ tại sao quen hàng này thì nó mặt bụng bự rồi kia nó đen đúa nữa. Rồi nó lại không men nữa. Sao giống nói tu quá vậy? Không men nha, đen đúa. Ủa, nha. Ủa chị tóc dài em men gì chị? Chị có bị gì không? Dạ, tự nhiên cái chị kêu men. Không, bình thường nó cũng không men nữa. Cái tóc dài là tóc giả thôi, chứ bình thường nó cũng không men nữa. Ác quá trời á. Phải nhận xét luôn, con bé em của mình là từ ngay cái giây phút đầu tiên gặp nó là đứa một thằng con trai vừa xấu vừa đen mà vừa mập. Hồi xưa nó mập hơn giờ nhiều lắm các bạn. Hồi xưa là bảo 100 mấy ký á. Nó mập như một con hen con vô rừng tánh linh vậy đó. Cho nên sau này hay diễn chứng nó hay nói là vô rừng tánh linh là vậy đó. Riêng với Bảo thì sao? Riêng với Bảo thì cái chuyện đó nó có phải là một cái áp lực khủng khiếp đó không? Áp lực chứ. Hồi nãy giờ những câu nói của chị là áp lực rồi đó. Áp lực rồi hả? Áp lực trong cuộc sống lắm. Thì nên á, thì Bảo có một thời gian là Bảo giảm cân. Dạ, xuống còn chỉ có 80kg. Mà trên đà xuống nữa, nếu giữ luôn là sẽ trở thành một con người khác luôn. Nhưng mà vì nghề thì cái này hơi nói về tâm sự xíu, là vì nghề là tự nhiên cái bây giờ mình đang được khán giả thương với cái bộ dạng đó, tự nhiên cái mình bị biến mất luôn, thì những người thầy, những người trong nhà anh em thì cũng khuyên là thôi nên giữ đi, tại vì bây giờ em làm lại bị mất, em làm lại từ đầu đó. Cái tự nhiên tới đó cái mình khựng lại liền, mình bị cái đó mình tỉnh lại liền. Cái mình thấy được một điều là thôi kệ, ai có chê mình xấu thì xấu, nhưng mà thật ra cái xấu của mình là những cái duyên dáng của mình để mình đem đến với khán giả. Nên thôi tới đó là Bảo ngưng, bắt đầu Bảo để cho nó mập lại một xíu, và bắt đầu Bảo giữ từ đây là Bảo sẽ quyết định là không ốm nữa. Đó là cái góc độ của những người mập, còn ở đó những người cái body mà roi như hai đứa mình á, thì em đã từng bao giờ bị người khác giỡn chưa? Em là rất là nhiều. Và đến bây giờ thì em vẫn cảm thấy mình bị tự ti, bị ám ảnh với những câu nói đó. Nên là rất ít khi em ra ngoài nhìn em như thế này, nhưng mà thực sự là em rất ít khi hoạt động ở bên ngoài, rất ít khi đi chơi. Hầu như em chỉ có thời gian em dành ở nhà thôi. Vì là em ngại với cái thân hình của mình, nó bị gầy quá.
Ủa thấy là rất đẹp mà. Không, tại do bộ do cái áo, do cái áo, do mặc đồ, do phối đồ nữa. Tại những người ốm như Vàng và các bạn nào mà ốm ốm body mà gọi là que á, cái que á thì thường thường phải mặc mấy bộ đồ rộng hơn để che đi cái ngoại hình, giống như Bảo hay mặc mấy cái áo ôm. Không. Bảo là cực kỳ thích mặc đồ ôm. Cái này nó ngộ là nó có một cái sự là kêu bằng là khao khát, thấy người ta mặc đồ ôm thích lắm. Mà cái đi mua về mà cái nó bó như bánh tét mà thiếu dây vậy đó, nhưng vẫn thích, nó ngộ vậy đó. Cuộc đời của mấy người mặc khổ lắm. Còn Hà có bị đó không? Có, cũng thích mặc đồ bó luôn. Cái nó lòi cái bụng ra nhìn cũng dễ thương. Rồi khi mà lòi bụng nó có ai? Có ai nó? Ờ. Sắp để chưa? Đau. Con trai gái. Ờ. Đau đó, mấy cái nó đau đó chứ. Tôi bị hàng ngày nè, tới giờ tôi vẫn bị nè. Chứ không phải lễ đâu. Nên thật sự là đâu ai muốn mình xấu đâu. Nhưng mà thay trời xanh mình vậy rồi giờ sao. Nhưng mình có thể làm mình đẹp hơn, mình có thể mình cố gắng hơn về cái vấn đề đó. À nhưng mà hồi đó là mập, là nói mập rồi mập lên, là mập nhiều ký. Hồi đó mập lên cao nhất là 93 ký. Wow. Nó điểm cũng lâu rồi. Xong rồi cái nói chung là về cân nặng, nói chung về body á, là đó giờ Vương chưa quan trọng cái vấn đề đó. Tại vì nghĩ là muốn giảm thì sẽ giảm thôi, còn muốn tăng là sẽ tăng thôi. Mà tại vì nghĩ vấn đề tại sao mình phải làm hài lòng người khác, tại sao mình phải sống để cho mọi người nghĩ là đẹp, để đơn giản bản thân mình cảm thấy thoải mái đẹp theo cảm giác của mình là được rồi. Mình cứ ăn vả thích của mình, bồ mình cũng không quan tâm mình mặc cái ốm đâu, mình cứ cân đối vừa phải đủ. Thế là được rồi. Nhưng mà có nhiều người là kỳ thị luôn nha. Ôi mập kìa, ôi trời ghê không mà làm trổ ghét mày, thấy thế này quá hả? Nhiều khi đó là công kích body shaming thì nó sẽ có hai loại ha. Cái thứ nhất, nếu mà body shaming theo dạng đồ cọp gọi là cợt nhã thì gọi là giống như nãy giờ mình đang bàn á, là chị nào đẻ đó là đùa vui, nhưng mà cái người đùa người ta không vui, bị vô duyên á, người nghe người ta cũng không có hài lòng, đó là đùa. Còn có một trường hợp nữa là cố ý body shaming để công kích cái người đó. Biết nhưng mà cái này thường thường sẽ thấy đa phần là các bạn gái, các bạn nữ và một vài các em bột tôm. Thường thường là ủa chị em cái đường chứ em cái điểm hả? Trời ơi, có hết em. Trời ơi, hèn chi ha, nhìn trên mặt Bảo vậy ta. Ủa, trang điểm đâu đó hả? Cái mặt nhợt nhà quá trời à. Chị đánh có miếng môi thôi đó mà nhà mặt chị sáng lượng sức sống không? Hôm em bị nè. Ủa ra đường sau đeo mặt nạ màu đen vậy? Trời ơi, nói gì đó, quê lắm. Cái body shaming đó, nó là qua lời nói, qua hành động. Thì nó có cái tác động là trực tiếp tới mình về tâm lý, về sức khỏe, hay kể cả có thay đổi một cái quan điểm, có thể kể cả với bạn nha. Người ta body shaming tới nỗi mà phải đi sửa mũi luôn á. Tung tình thiệt á. Sửa mũi là cho mình. Không, là riêng câu chuyện của Vàng nha. Diễn viên các bạn biết rồi đó, thì phải đi diễn nhiều thì sẽ có các bạn fan, và có rất là nhiều bạn fan trung thành, gọi là fan cứng á. Bạn đó có một bạn fan cứng bằng chụp hình với bạn, lúc đó mặt mộc bình thường, đi ra ngoài đường đang đi chơi thì gặp bạn đó thôi, và nó rất là hào hứng đi chụp hình với Vàng Tấm Ảnh đó. Thì lúc đó mình nghĩ là chụp để đó bạn về kỷ niệm thôi, tên nó cũng đâu có make up ngoài đường đâu. Thì sau một thời gian khoảng 2-3 ngày sau thì mình có cái Facebook của bạn đó, và bạn đã post tấm hình mà chụp chung với mình lên, thì nói là thần tượng lớn của tôi nè, để cái status là thần tượng lớn của tôi. Thì mình đọc vài cái comment dưới của những người bạn của bạn đó, bạn đó nói là ủa thần tượng mày hả, sao bình thường quá vậy. Thì có những comment đọc ác hơn, kiểu như là ủa thần tượng hả, tao tưởng không anh trong xóm tao không á. Kiểu những comment đó sau khi mình đọc xong thì mình thấy mình cần phải thay đổi, mình cần phải làm gì đó không chỉ cho mình mà cho những người yêu thương mình xung quanh. Đó là lý do mà quyết tâm thay đổi cái ngoại hình của mình tí xíu. Có ốm vẫn giữ được cái body này, vẫn giữ được cái ngoại hình mà người ta nhìn họ thấy nó vẫn ốm, nhưng mà nó ốm cho một mức độ cho phép, chứ mà ốm quá ốm đẹp rồi. Có đi sửa mũi, có đi cắt mắt, có đi chỉnh sửa phẫu thuật lại bớt, rồi có đi làm da lại để cho nó nhìn nó đỡ ghê hơn. Mà xưa có từ mà đồng nghiệp hay nói là dơ á. Dơ á.
đó, nhìn cho đỡ dơ lại. Ừ. Thì sau này mình cảm thấy là mình tự hào về cái quyết định của thay đổi của mình. Tại vì sau khi mình chỉnh sửa nhan sắc thì mình thấy đúng là những cái lời body shaming của người ta nó bớt đi. Và không phải vì mình sống bằng ánh mắt của mọi người, nhưng mà mình cảm giác là rõ ràng là khi mà mình đẹp lên thì mình thấy cuộc sống mình tốt hơn. Và các bạn có thấy điều đó? Có, thì bản thân Vương thì cũng sửa nhiều, chắc sửa nhiều hơn Vàng nhiều á. Tại vì lúc đầu mình nghĩ là sửa là để cho đẹp. Ừ. Sau sửa khi đẹp xong rồi á là kiểu như cứ người này nói, cái mũi sao mày cao quá, nó bóng quá à, nó không hợp đâu. Trời ơi, sao mà cứ mỗi lần mà đăng hình đi chụp hình chung với mình cũng vậy, nó sẽ đăng lên bài viết cậu bé hút gì, cậu bé người gỗ, phù thủy, cậu bé mặt tay da đen, rồi đủ thứ để có thể nó nói về mình. Rồi mình cứ bị ám ảnh, mình nghĩ là cái mặt mình chưa hoàn hảo. Rồi cứ sửa đi sửa lại đến khi mà đến thời điểm này là cái mũi thứ 10 thôi đó, thì nó sẽ mới ngưng. Giống như con mắt đó thì lúc đó cắt nó chỉ hơi trên lờ chút xíu thôi, lúc kia là mắt con đậu con bay. Rồi nó cứ mình làm mình cảm giác á, mình càng cảm giác nhiều thì mình càng sâu gương nhiều, mình có xương nhiều thì mình sẽ muốn sửa nhiều. Nó cứ đắp vô dần dần, nó làm thói quen rồi không, mình rất là với bị mặc cảm khuôn mặt của mình nó có được hay không. Cho nên đôi khi những khi nhìn ở Facebook á thì lúc nào chỉnh dính nát nước hết trơn. Người ta bảo là nhìn ngoài được hơn ở trong hình. Thì mình cứ cảm giác là mình không có được đẹp. Không, đúng là bạn có rất là nhiều người bạn giống như Hà. Tại vì bạn cả trong nghề, trong showbiz và cả người nổi tiếng cũng vậy. Có một chị mà diễn viên cũng khá nổi tiếng, sửa rất rất là nhiều lần tới phải nổi sau này, mà rất là nhiều người đồng nghiệp khuyên là đừng sửa nữa, bởi vì chị đó chỉ cần nghe bất kỳ một ai đó nói một cái khuyết điểm nào trên cơ thể thì chị cũng nó quyết tâm sửa. Giống như Hà nói là ví dụ như nhìn vô cái mũi mình thấy rồi, ê, cái mũi còn hơi thấp nha, là đi sửa. Ê, cái mụn ruồi chỗ này không tốt nha, là đi băng. Ê, cái chân mày chỗ này là gì, là không có phong thủy tốt nha, là nghe đi kéo sửa. Nghe là sửa. Theo Bảo được biết á, Hà sau khi chia tay cái người yêu đó, Hà mới đi sửa, bắt đầu quyết định là đi sửa. Đúng nhiều rồi. Hơn. Có thể nào chia sẻ về cái câu chuyện đó cho Bảo cũng như Vàng được biết không? Cứ mộn ngộ cái là bây giờ nói chung mình được 10 cây mũi đúng không? Cứ một cây quen vừa bồ, cái áp lực của người ngoài nó sẽ không mang lại tâm lý cho bản thân mình quá nhiều. Mà áp lực của bồ mình á, thì bản thân Hà không thích người cứ làm mềm trong đầu quá nhiều. Cứ nhà kia chứ, trời ơi, nhìn ra ngoài người đông lộ ra tôi cái mũi nhọn quắc là mũi như mũi nữ vậy. Mũi ca hết người này đến người kia, cứ bồ nhà cũng nói người này kia cái đôi mũi của mình ở kia chứ. Sao mà cái nổi cắm sừng nó cũng chọn những người nào mũi nó tự nhiên hơn mình. Ủa vậy nó quen mình làm gì? Quen mình gì cái mũi hay gì? Đúng không? Đúng rồi. Mình nói nếu mà chỉ có cái mũi thôi chỉ sửa thôi. Nó kêu ho quen sửa người khác không quen nữa. Cái đó là hơi bị vô duyên á. Nó làm có nhiều người sống vì ngoại hình á. Có nhiều người sống vì ngoại hình, vì ngoại hình mà yêu, vì ngoại hình mà. Cho nên là cho người ta đã có cái mindset trong đầu là ngoại hình, cho nên lúc nào người ta cũng xăm soi ngoại hình của người khác và xăm soi ngoại hình của chính bản thân của người ta nữa. Còn em, tại sao ngày xưa mà em lại chọn quen anh Hà? Thì em thấy tính cách của con Hà rất là chân thành. Có cái cảm giác giống như là tình cảm gia đình đó. Em chỉ cần rất cái điều đó, mà cái điều đó thì không phải ai. Mà ngày xưa là anh Hà cua em hay em cua anh Hà? Hà cua em. Hà cua. Cua tới rồi tới chốn không? Dạ. Trời ơi, tính là con ấy hả? Không, mà khi mà chân thành là phải vậy. Không, nhưng mà cái ông Hà này nè, khi qua nói chuyện xong qua tính cách á là đây là người đàn ông ấm áp đúng không? Rồi, gia đình, không có gia trưởng. Em có để ý bề ngoài của anh Hà không? Lúc đầu em có body shaming Hà đó. Em bảo là nhìn Hà, em tưởng bót. À, nhìn Hà tưởng bót. Đúng rồi. Tại vì sửa nhiều quá không nhìn? Tại vì có những nét hả? Nhưng mà trong giới mình biết là nhìn không biết bót đâu. Thiệt. Mà nói chuyện thì mình cảm thấy ok. Là tiến tới tìm hiểu. Ủa, bây giờ chị hỏi nè, tự nhiên anh hỏi. Tự nhiên em là không đâu chị bảo. Để nè, giờ chị hỏi em đây nè. Khi em lớn lên là em đẹp gì luôn? À không, em cũng sửa. Em sửa gì vậy? Em sửa mũi lên tầm. Bảo ở đây mẹ em mà vui cái chuyện sửa đó là đây ai cũng sửa, có mình em không sửa đó Bảo. Đúng, em là xấu tự nhiên. Nhưng mà thật sự là mình rất muốn mình đẹp, chứ không phải là ai cũng có cái khao khát được làm đẹp hết. Thật sự cái nét mặt của em là nét mặt nữ. Nét mặt của Bảo là nữ rồi, nó bao ốm lại thì cái mặt của Bảo cũng là nữ.
Tại sao này mập lên? Không, bạn nữ là do em suy nghĩ thôi chứ mặt em rất nam. Không, không có, không có. Tin là không có. Không có. Không có. Mặt em rất nam. Bây giờ mình đang vô cái vấn đề. Hỏi em đó đi. Em có bị tự ti không? Mà em quyết định đi sửa hay là chỉ có sửa là để cho đẹp thôi? Mà đến bây giờ em sửa xong em vẫn cảm thấy tự ti, chắc là tại vì kiểu những cái lời nói của người ta nhiều quá, nặng nề quá, đến nỗi đến bây giờ mình không thể nào thoát ra được á. Đúng là trong tất cả những cái số khác của chị Diệu em á, hai chị luôn nói với những khách mời và khán giả rằng á, là một vấn đề thì sẽ có nhiều lăng kính, và lăng kính của mấy chị nói ra đó nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Nhưng mà ngày hôm nay ngồi ở đây rồi, đây là nạn nhân hết nè, nạn nhân của body shaming hết nè, chắc chắn phải kết luận một câu là lời nói của người khác, lời nói của người ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người nghe, và đó là một con dao rất là sắc bén đâm thẳng vào trái tim của người ta. Mặc dù nó chỉ là những lời nói đùa cho vui thôi, nhưng mà nó thực chất nó cũng ám ảnh. Mà nhiều khi người ta nói người ta không chịu trách nhiệm, nhưng mà cái người nghe là cái người mà cứ đau đáu rồi sau này đi sửa hoài. Thật ra mỗi lần bước lên bàn mổ, mỗi lần tiếp xúc với thuốc mê hay là tiếp xúc với cái dao kéo là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ. Sẽ rất là mấy lần? 10 lần. 10 lần. Nhưng mà cái hậu quả để lại khá nặng nề á. Vì đối với người ta thì cơ thể người ta có thể tiếp tục có thể phẫu thuật hay dùng thuốc mê, thuốc tê nữa. Nhưng mà đối với bác sĩ bây giờ dặn là bây giờ sau lần này nó không có gây tê nữa, không gây mê được luôn. Tại vì làm giữa chừng là nó hết thuốc tê. Lần cuối cùng làm là coi như làm mổ sống, nó phản kháng, may sống luôn. Nói chung cảm giác nó đau lớn. Có hối hận với những gì mình làm không? Không, tới giờ chưa hối hận gì mình làm chưa. Nhưng nó là cái gì được cái sắp đặt sẵn mà. Tại bất kỳ ai trên cái xã hội, trong cái cuộc đời này, ai cũng muốn nhìn cái đẹp hết trơn, không ai muốn nhìn cái xấu hết. Và có người tế nhị hay không thôi, khi mà tế nhị họ nhìn vào cái đẹp thì họ khen, còn họ nhìn vào cái xấu thì họ im, thì đó là tế nhị. Còn nếu mà họ nhìn vào cái đẹp họ cũng khen, họ nhìn cái xấu họ chê nha. Đó là họ tế nhị rồi nha. Hồi nãy Hà có chia sẻ là Hà có thể là trong tương lai Hà sẽ chỉnh sửa một tí trên gương mặt nữa. Thì với quan điểm của Hải thì người yêu của mình vậy là ổn chưa? Hay là sẽ ủng hộ cho Hà? Em thì em thấy là ngoại hình như thế nào thì vẫn ok, miễn sao là cái tính cách hợp với mình là được. Còn em thấy hiện tại bây giờ vẫn rất là ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà Vương Hà mà muốn thay đổi để tự tin hơn thì em nghĩ được không? Ủng hộ, và ủng hộ, đúng không? Quá tuyệt vời, có con vợ vậy là còn đổi gì nữa. Vợ gì đã quá ha. Muốn làm gì đó ủng hộ. Thật sự không sợ thất bại ngoài đường đâu, chỉ sợ thất bại trong gia đình mình trước thôi. Nên yên là thấy hẳn gì không? Có gì đi chung luôn. Đi chung luôn? À là cho sửa chung luôn, hai vợ chồng. Hay quá ha. Cái này tính ra cũng hay á, nhìn là đồng vợ đồng chồng á, bước lên bàn mổ cùng bước đó là còn là nắm tay nhau đi tới chân trời thôi, nó đảo chứ. Nhưng mà ví dụ giờ bảo hỏi Hà nè, ví dụ giờ hai người đi ra đường nắm tay, bây giờ ta bu lên ta khen bé đẹp quá đẹp quá, mình hãnh diện hay mình tủi thân? Có một cái ngộ như là cứ ngày gần hồi xưa thì còn sẽ bị phụ thuộc vào lời nói người khác. Còn bây giờ là mặc kệ, với lại là mặc định là bước ra ngoài đường bản thân mình đẹp nhất. Hay quá, tuyệt vời, như là coi như bình thường. Đúng rồi, tại vì á bây giờ có thể rất là nhiều người đang ra ngoài như giờ bên đến rất là đẹp, rất là nhiều người rất là đẹp luôn, nhưng mà điều Hà đã khẳng định một điều là khi bước ra ngoài đường đi chung với người đó, bản thân vẫn thần thái rất tốt, không thua kém gì. Bản thân mình đẹp mà đâu xấu đâu. Đúng rồi, so sánh bằng thần thái đâu sánh bằng khuôn mặt được. Có hai khuôn mặt đẹp không, chứ còn sơ sẩy thần thái dở một cái thôi là đã xấu mà. Nhưng mà trong cuộc sống thì có nhiều người họ bị nặng nề về cái chữ đẹp và cái chữ xấu quá đi. Nhưng mà thật ra cái cốt lõi vẫn là tính cách. Mình sống với nhau bền hay không thì vẫn là quan trọng là cái tính cách, cái đối xử với nhau. Chứ không phải là đẹp bây giờ đẹp nhưng 5 năm, 10 năm nữa chưa chắc. Rồi, bây giờ hỏi một cái trường hợp cụ thể đi. Trong cộng đồng LGBT bình thường á, người ta sẽ quy định ha, có là câu bất hủ: trai càng gay càng đẹp. Không, không phải cái này thì không phải trong cộng đồng LGBT, mà là người ngoài nhìn vô cộng đồng LGBT nói về câu này thì người ta đánh giá vậy đó. Thì mọi người nhận xét cái quan điểm này sao ta? Em nghĩ là đẹp ở đây là khi mà mình là cái người trong LGBT á, thì mình cảm thấy tự ti có một phần là thiệt thòi hơn người khác. Cho nên là những người cộng đồng LGBT mình thường hầu hết là chăm chút cho bản thân mình, nhìn trông gọn gàng, nhìn lịch sự. Nên là người khác nhìn vào người ta nói là đẹp, trai tầm càng gay thì càng đẹp. Nhưng thực chất là có nghĩa là
đó là kiểu mình biết chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn. Thương bản thân mình hơn. Ta phải nhìn về theo Hải là cái tính đúng không? Cái tính của các bạn gay thì thường thường là sẽ là chăm chút cho bản thân mình, chú ý bản thân mình nhiều hơn. Tại vì đa phần trai thẳng thì hay xè xòa, hay buông thả, ô kệ đi, mặc cũng được cũng sao, mặc phệ tí xíu cũng sao, đen tí xíu cũng được. Nhưng mà em thấy cái nghĩa không nên tạo áp lực vô cái hình ảnh ngoài đẹp quá này kia. Còn những người xấu hay là gì đó thì sẽ bị là coi thường. Nhưng mà nhờ vậy thì những cái người xấu đó họ lại cảm thấy ôi cái cuộc đời này có nhiều lúc hơi bị tàn nhẫn nha. Giờ lại phấn đấu lên để cho mình đẹp. Càng lúc phấn đấu thì càng đẹp thì nó lại ảnh hưởng đến nhiều mặt nữa. Bây giờ nãy giờ mình nói gì cái chuyện body shaming làm đang chê xấu. Vậy tôi hỏi các bạn ha, riêng với ba người luôn, quan điểm của mọi người như thế nào là đẹp? Và ngoại hình trước, chuẩn cái đẹp của mọi người từng người trước. Mắt cao sâu, mắt cao, mũi cao, cầm vuông, da tủy nó ngăm ngăm mảnh khảnh. Da ngăm mà mảnh khảnh là một cái gu tả. Mới đặt tả thì tưởng đâu là gu là gu lực điền. Gu lực điền nhưng mà là mảnh khảnh thôi hả? Đúng rồi. Da ngăm mảnh khảnh, như vậy là đẹp. Đúng rồi, tôi là tin đó. Con em, đối với em nghĩ là một người đẹp là một người nhìn người ta khỏe khoắn lắm. Rồi da nhìn khỏe khoắn là da hơi màu da này hèn chi hỏi gì đâu quay qua hỏi em như em thế nào là đẹp, cái nhìn từ trên đến dưới này cái trả lời nó miêu tả trong tình yêu mà phải yêu là thấy đẹp hết rồi đúng không? Còn tiêu chuẩn cái đẹp của em thì sao? Còn em á, đẹp em ngộ lắm. Thường đẹp sao em không có cái gì là mơ ước. Cũng như em vừa mặc vừa đen thì cái gu của em phải vừa cao vừa trắng vừa ốm. Cao, trắng. Còn trắng, ốm. Ủa sao em tả vợ ta? Không, cái này thật sự như sao em tả vợ này là không cao. Sao mà không cao? Em cao bằng mấy? 78. 78 là còn không chịu cao nữa. 78 mấy là? 78 mấy là? Mới được. 78 là cao. Cao như cái dừa vậy đó. Cao như cái xào quá chứ. Bước ra phải cao nhiều vậy đó mà ốm, trắng. Không, cái đó là gu. Khi mà thiếu tôn trọng là thấy mà thiếu đạo đức của một con người, dù người ta có xấu hay người ta có làm cái gì đi nữa thì cũng không nên nói nghe mặt người ta. Ai cũng có thể là nạn nhân đó, hãy nói lời văn minh với nhau đi. Rồi vượt qua cái áp lực đó bằng cái sự tự tin. Cái đẹp nó không qua cái thần thái, chỉ cần thần thái mình ngời ngời rồi muốn đẹp như đó mày đẹp đi. Mẹ ở đây mẹ vẫn làm mẹ. Đúng rồi, những ngự ngôi cao ai làm thì làm. Nói là chuyện của người ta, nhưng mà sống làm sao là quyết định, là lựa chọn ở mình. Qua những lời của mọi người chia sẻ thì em cũng có những cái lối để giải quyết cái vấn đề tự ti của mình trước những lời body shaming của người khác. Mà trước đó thì em cảm thấy mình lúc nào cũng bị căng thẳng vì điều đó mỗi lần mình bước ra chân ra khỏi nhà. Cảm ơn, rất là cảm ơn ngày hôm nay hai bạn rất là dễ thương. Cảm ơn Vương Hà, cảm ơn Ngọc Hải đã dành thời gian đến với chị em ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ cho chị em. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên MCV Media. Dương Thanh Vàng, Bảo Bảo, Ngọc Hải và Vương Hà xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại mọi người tại chương trình Chị em những chiếc miệng thiện lành. Xin chào.